rời khỏi hang động, chia tay với đời sống hoang dã của thời kỳ đồ đá. Tổ tiên ta chọn nghề trồng tỉa để dựng nên một nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Một tài liệu về lịch sử nông nghiệp đã dẫn rằng, sang thế kỷ thứ 6 thì các công cụ bằng sắt và việc cày bừa bằng trâu bò đã cơ bản thay thế cho kỹ thuật hỏa canh tàu. Tiến về phương Nam, đi về phía đồng bằng, bất luận nguyên nhân hay hoàn cảnh lịch sử nào, thì trong cái nhìn nhân sinh quan dân tộc vẫn là để khai triển và tồn định nền văn minh lúa nước. Với những ngàn năm hành trình đi khai hóa nền văn minh nông nghiệp, người nông dân Việt Nam hẳn luôn khao khát cây lúa thoát khỏi cánh đồng chật hẹp, những triền ruộng bậc thang bạc màu cằn cỗi. Và cũng trong gần ấy thời gian, có một miền đồng đất nguyên sơ giấu mình trong rừng hoang lao sậy đợi chờ. Đồng bằng châu thổ Cửu Long, đất lý tưởng của những cánh đồng lúa nước. Trong kho tàng văn hóa Việt Nam, cây lúa và người nông dân luôn là hình tượng tiêu biểu của nghệ thuật truyền thống, một sự tôn vinh mang tầm vóc ý nghĩa lịch sử lớn lao. Song, cái không gian nghệ thuật ấy sẽ đơn điệu, sẽ thiếu sắc màu và sức biểu cảm nếu bên cạnh hình tượng cây lúa và người nông dân thiếu vắng đi bóng dáng của một loài vật thiết thân. Con vật đã gắn chặt đời mình với sự nghiệp nhà nông, con vật xứng danh ngẩng cao đầu trong thành ý của câu nói ngày xưa: con trâu là đầu cơ nghiệp. Con trâu được đặt để như một thành viên gia đình trong cái nhìn nhân ái của con người. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Lời ca dao sao mà dung dị, ngọt ngào, hạnh phúc đến lạ thường, cho ta một cảm giác khoan thai, thanh lịch, yêu đời. Con trâu là vật đứng đầu trong giá trị thước đo tài sản của nhà nông. Nhìn vào số lượng trâu trong mỗi gia đình, người ta xác lập địa vị của chủ nhân nó trong quan hệ cộng đồng. Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Con trâu to, khỏe, vượt trội công việc cày bừa. Niềm tự hào của chủ nhân là niềm kiêu hãnh của những chú mục đồng ở làng quê Nam Bộ. Mỗi chú ngé chào đời là một tin vui, người ta đón nhận nó như một thành viên mới, một góp mặt mới cho tương lai đồng đất. Cái dấu ấn bắt đầu của một kiếp trâu là như thế, nghĩa là khi người ta xuyên qua màng mũi nó một nhát dùi đau đớn để dầm vào đó cái dòng dây định mệnh. Vật mà người nông dân đặt lên cổ đôi trâu có tên gọi là chiếc ắc. Chỉ là một đoạn gỗ đơn sơ mà dường như có sức thống trị tuyệt đối. Và khuất phục dưới chiếc ắc, con trâu chấp nhận hiến thân cho đến hết đời mình với hàng bao công việc nặng nhọc của nghề nông. Dốc sức chịu đòn roi, mưa dầm nắng đốt, con vật này bằng sức mạnh cộng với tính nhẫn nại, cam chịu, nó luôn hoàn thành sứ mạng của kiếp hiến thân. Cần mẫn, nhẫn nại từng lúa một, như để lật tìm chất phì nhiêu giấu trong thịt đất. Đời người, đời trâu gắn bó nhau trong đồng ruộng, gửi niềm tin vào đất. Con người không chỉ ước mơ, suy nghĩ cho đời mình, mà còn dành phần cho cả đời trâu.
Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ ngọn lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Lời bài hát ca dao mang đậm chất nghĩa tình ấy được sinh từ tấm lòng chân thật, tình yêu của người nông dân đối với bạn đồng hành. Tậu trâu lấy vợ cất nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Tâm sự của một đời người nông dân là thế. Cái tâm sự ấy là khát vọng, là mưu cầu ấm no hạnh phúc của biết bao thế hệ đời người được sinh ra và lớn lên, sống trọn đời mình trên đồng đất. Sau bao ngày nắng mưa cày trục, nhà nông đã an tâm hơn khi đưa hạt giống xuống đồng trên cái nền đất mà con trâu đã cực nhọc tạo nên lớp bùn non, cho hạt ngọc của trời được nảy mầm bén rễ. Xong mùa cày trục, lúa phủ xanh đồng, con trâu được phép nghỉ ngơi, được đưa đến những cánh đồng xanh cỏ. Xem ở đoạn phim này được gọi là mùa len trâu, nét đặc thù của nghề chăn trâu trên đồng bằng Nam Bộ. Khi chúng tôi thực hiện những cảnh quay này cũng là lúc đi tìm về quá khứ, tìm lại mùa len trâu của chính tuổi thơ mình. Một nhà thơ từng viết: có thể rồi tôi đi làm ruộng, cây phảng trên vai, cơm nguội mắm đồng, nuôi con lớn khôn ba phần có thế, không dẫn đục cuộc đời, không gợn chút bon chen. Có thể rồi tôi đi giữ trâu len, giữa mênh mông đồng cỏ năng, tôi với chiếc xuồng con làm bạn. Mái tóc bù tung vàng hoe cùng nắng, nghe lõm bõm bước trâu về, lắng đọng những buồn vui. Lại vàng bông, người nông dân chuẩn bị đón nhận thành quả lao động của mình. Cũng là lúc con trâu phải tạm biệt đồng hoang với những tháng ngày ăn chơi rong ruổi để trở về cùng lo việc mùa màng. Lại quàng lên cổ để cổ lúa về sân. Đó là quy luật tất yếu trên đồng đất bao đời, không thể thiếu sức trâu. Cứ thế, con trâu cứ ngoan ngoãn âm thầm bên cạnh con người qua ngày mưa tháng nắng, để dâng cho con người hạt lúa dẻo thơm và nhận lấy phần cỏ dại. Thank you.
con trâu gắn chặt với đời người, từ công việc mùa màng đến những kỷ niệm buồn vui từ tuổi thơ đến ngày tóc bạc của một kiếp chăn trâu. Để rồi sau này, có một trong những cậu bé chăn trâu ấy trở thành nhà thơ đạt viết. Khói ung trâu bên bờ mương vẽ lên trời lằng cong mềm mại. Mùi khói rơm thơm, ôi hương thơm khó nói. Đời tôi nhớ tôi thương. Khói ung trâu cũng là dấu hiệu của ngày Tết đến. Lại nhớ mẹ ta, chị ta hối hả quết bánh phồng. Dần trăng chỉ có nếp với đường mà sao ấm ngọt đôi môi, như cảm nhận được cả tình làng nghĩa xóm. Việt Nam có câu: mồng một ăn Tết nhà cha, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy. Nhưng ở làng quê Nam Bộ, ngày mùng ba lại thêm cái Tết trâu. Ngày này càng tỏ rõ hơn lòng yêu thương, lòng ngưỡng mộ, xác định vị trí xứng đáng của con trâu trong đời sống con người. Trâu từ lâu tới bây giờ là bởi vì nó làm mà nó không được hưởng, là nó hưởng chỉ ba cái cỏ thôi. Nó đem lao động cho tôi làm ngày hôm nay gia đình tôi có được phát triển cũng nhờ trâu bò. Rồi hôm nay vợ con tôi đó bắt buộc phải bán, bởi vì cái đường lộ một ngày đó người ta ở đông hơi eo hẹp là cái đường khó khăn của bác, để bán mua mấy cài tay để làm là khỏi giữ. Con người khẩn hoang lập ấp, thoát khỏi cảnh nghèo đói cơ cầu. Con trâu lại góp phần giữ nước khi đất nước bị xâm lăng. Có loài vật nào mà thủy chung, mà hiền lành, mà hữu ích với con người như thế này chăng? Rồi việc gì đến phải đến. Một cuộc chia tay giữa trâu với người diễn ra âm thầm mà con trâu không hề hay biết. Cơ giới nông nghiệp ra đời như một sứ mệnh lịch sử
thay cho sứ mệnh con trâu. Và thế là giữa tiếng máy rền vang trên cánh đồng thay cho tiếng dí thá của người nông dân, con trâu trở thành lạc lõng. Trước sự xa lạ gần như của hai thế giới khác nhau trên một cánh đồng, con trâu là kẻ phải ra đi trong sự tất yếu, không có điều bàn cãi, cho dù là cuộc chia tay lặng lẽ. Đó là hình ảnh của một cuộc đổi ngôi vì chân lý, một sự sòng phẳng đến nao lòng. Dẫu cho mai này bên cạnh chú bé thả diều không còn bóng dáng con trâu, thì trong đời sống tâm linh của mỗi chúng ta, hình ảnh con trâu vẫn không bao giờ mất. Hãy nghe nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh nói về con trâu trong cách nhìn của ông. Nông dân thì suy nghĩ con trâu thì nó chỉ có cái tác dụng là sản xuất canh tác. Còn đối với mình thì ngoài cái đó ra, mình còn suy nghĩ phải làm thế nào để mà giới thiệu con trâu cho nó đẹp lên tác phẩm. Thì năm đó tôi đi ngang qua một cánh đồng của Hồng Dân mà vào cái dịp sáng, lội bộ là 7 cây số. Khi tới sang bên kia thì thấy con trâu nó đang đi lại, thì bất chợt thì tôi cũng vươn máy lên, tôi bấm cái ảnh này đây, thì ảnh này cũng được giải thưởng. Trong tàng thư văn hóa Việt Nam, con trâu đã trở thành đối tượng nhân văn với bề dày của nhiều thể tài sáng tạo. Không thể đếm hết có bao nhiêu loại hàng trang trí cao cấp được chế tác từ chiếc sừng trâu. Thì đành phải chia tay. Nhưng xin nhớ cho rằng trên đồng ruộng của chúng ta, bao giờ ngọn lúa còn bông thì ở mỗi gốc lúa đã từng ẩn cái dấu chân trâu nhẫn nại âm thầm mãi miết chết.